Thuân à, bác sĩ nói bệnh của má sao rồi con? Sao mấy bữa nay má thấy trong người khó chịu quá à? Má, má có sao không? Để con đi gọi bác sĩ nghe. Thôi con, má không có sao đâu. Khỏi mất công gọi bác sĩ nữa, má chịu được mà. Có thiệt là không sao không má? Thôi, má cố gắng ăn hết chén cháo này rồi uống thuốc nghe. Con chào bác. Chào anh. Bữa nay bác thấy trong người sao rồi? Có đỡ hơn chút nào không bác? Anh để em làm cho. Cảm ơn con, bác thấy cũng đỡ nhiều rồi. Thằng Thuấn nhà bác có phước, mới có được người bạn gái như con vậy đó. Dạo này bác làm phiền con nhiều quá. Sao bác khách sáo với con như vậy? Từ lâu con đã xem gia đình bác cũng là gia đình của con rồi. Chăm sóc bác cũng là bổn phận của con mà. Con đợi bác nghỉ nha. Bác nằm nghỉ nha bác. Má anh ngủ rồi. Có phải là anh đang lo số tiền phẫu thuật cho má anh không? Anh lo cho sức khỏe của má anh lắm. Nhưng thực sự bây giờ anh không biết phải đào đâu ra 30 triệu để làm phẫu thuật cho má anh. Thì em đã nói với anh rồi, anh cứ làm đại một vụ rồi là có tiền thôi. Bộ em không biết bán thuốc lắc là phạm pháp sao? Tội nặng lắm đó, mình không thể làm vậy được. Nhưng không làm cách đó thì làm sao mình có tiền? Lương công nhân ba cọc ba đồng như anh thì biết bao giờ mới có nổi số tiền đó. Tới chừng có tiền rồi, bệnh của má anh lại trở nặng, lúc đó anh đừng có ân hận nha. Anh làm sao thì làm, tụi thằng Phước đang hối anh quyết định nhanh đi đó. Nhưng tại sao tụi nó không làm mà lại kêu anh? Bây giờ tụi nó đang bị theo dõi, có dám nhúc nhích gì đâu. Nhưng mà anh thì khác, anh vừa lanh lẹ vừa lại là ma mới nữa, đâu có ai biết anh đâu mà theo dõi chứ. Thôi, bây giờ em phải về. Anh ở lại lo cho má nha.
Tụi thằng Phước đúng là có con mắt biết nhìn người. Anh làm tới đâu là nhanh gọn tới đó, tụi nó thích anh lắm. Chỉ cần kiếm đủ tiền cho má làm phẫu thuật thì anh sẽ không làm nữa đâu. Anh sao vậy? Đang làm ăn ngon lành mà. Anh đã nói rồi, em cũng biết mà. Anh không muốn làm nữa. Em không đồng ý. Tiền dễ kiếm như vậy mà không làm thì đợi đến khi nào mới làm chứ? Anh không làm thì em làm. Nhưng làm như vậy thì nguy hiểm lắm. Lỡ bị bắt thì mình phải ở tù. Em à, em đừng có tham lam quá. Em không sợ. Dù gì thì em cũng chỉ có một cái mạng này thôi. Anh chỉ biết nghĩ cho má anh thôi à, chứ không quan tâm lo lắng gì cho em đâu. Bản thân em phải tự lo thôi. Diễm, Diễm à, em đang làm gì vậy? Hả? Anh đã nói là không làm nữa mà sao còn nhẫn nhịn vậy? Anh không làm thì em làm. Không liều thì biết khi nào mới đủ tiền làm đám cưới, khi nào mới đủ vốn làm ăn. Không lẽ cứ trông chờ vào đồng lương công nhân của anh? Em không đợi được. Nhưng mình cũng không thể làm chuyện phi pháp này mãi được. Biết bao nhiêu nguy hiểm đang chực chờ mình đó. Em có hiểu không hả? Anh nghe em đi. Mình chỉ làm thêm lần này nữa thôi. Kiếm thêm một số vốn rồi mình nghỉ nha anh. Thôi, tới giờ giao hàng, em phải đi đây. Để anh đi chuyện này. Em ở nhà đi, đây là chuyện cuối cùng. Ok, mình làm xong chuyến này rồi mình nghỉ anh ha. Công nhận anh này thiệt đó, đúng là anh Phước không nhìn lầm người. Có hàng chưa? Tiền đâu? Lấy hàng ra, tao coi cái đã. Không có tiền, không có hàng. Đây. Tao. Được rồi. Hàng đây. Giơ tay lên, các anh đã bị bắt rồi.
Má, ba chưa ngủ sao? Già rồi, ngủ ít lắm. Còn con, bộ có chuyện gì sao mà không ngủ được? Má, má còn nhớ Diễm không? Bữa nay, cô tới công ty tìm con. Hả? Sao nó lại tới tìm con? Nó hại con ngồi tù còn chưa đủ sao? Mà nó tới tìm con để làm gì vậy? Diễm muốn con và cổ nó là tình xưa má. Rồi con trả lời nó làm sao? Con có còn yêu nó nữa không? Đó là chuyện quá khứ rồi má. Bây giờ trong lòng con chỉ có mỗi mình Khánh thôi. Ừ, con Khánh nó là đứa tốt. Con làm sao thì làm, đừng có để nó buồn. Chứ con Diễm má thấy không có được. Con ở tù gánh hết tội trạng cho nó, mà nó có vô thăm con một lần nào đâu. Người như vậy á, má thấy không có tốt rồi. Sống không có tình nghĩa gì hết trơn. Thôi, con lên ngủ đi. Mai còn đi làm nữa. Thức khuya quá hả, không có tốt cho sức khỏe đâu. Dạ, con biết rồi. Má vô ngủ trước đi. Con ngồi đây chút xíu, con lên ngủ liền. Đi đi má. Ừ, má vô trước nha. Anh ơi, đi không anh? Em nè anh. Anh. Nhiều vậy em? Rẻ mà. Đi nha. Lên đi. Dạ. Đi không em? Đi với anh không em? Dạ, đi ạ. Bao nhiêu vậy em? Dạ, tùy anh thôi. Vậy lên xe đi em. Dạ. Không ngờ vớ phải khúc gỗ mục, đã không biết chiều khách mà mày đặt ra đứng đường. Sao bữa nay anh xin nghỉ đi đưa em về nhà anh chơi vậy? Tại vì má nói má nhớ em, cho nên má kêu chở em về chơi. Với lại má cũng sắp về quê rồi. Sao anh không đón má anh ở chung với anh luôn? Chứ má chỉ có mình anh à. Một mình ở quê là có chuyện gì thì sao? Má anh cũng lớn tuổi rồi mà. Anh cũng muốn vậy, nhưng má anh không có chịu. Má nói bây giờ má còn sức khỏe, nên má muốn sống với bà con hàng xóm thêm một thời gian nữa. Khi nào á má muốn lên thì má sẽ nói. Anh chỉ biết vậy thôi, đành chiều má. Chứ biết làm sao bây giờ.
Tới rồi đó em. Dạ. Má ơi, con về rồi nè. Em. Ủa dạ. Con tới rồi đó hả? Dạ, con chào bác. Ừ. Dạo này bác có khỏe không ạ? Ừ, bác khỏe. Dạ. Ngồi xuống đi con. Dạ. Dạ, con có quà con biếu bác ạ. Con tới chơi là bác vui rồi. Quà cáp làm gì cho tốn kém. Lần sau đừng có làm vậy nữa nha. Dạ. Mà không có bao nhiêu đâu bác. Ít có dịp con tới chơi. Bữa nay á ở lại chơi với bác lâu lâu nha. Dạ. Má yên tâm đi, bữa nay á Khánh được nghỉ nguyên cả ngày mà. Thôi để thằng Thuấn ở đây đi, con xuống bếp với bác nha. Ha. Dạ. Hai bác cháu mình đi. Ăn ở đây nha. Anh Thuấn ơi, anh Thuấn. Ai đó? Anh Thuấn ơi. Dạ, con chào bác. Dạ, con là Diễm. Bác còn nhận ra con không? Cô tới đây làm gì vậy? Cô hại con tôi như vậy còn chưa đủ hay sao? Chuyện đó qua lâu rồi mà bác. Mà cũng tại anh Thuấn, không có hên, chứ đâu phải tại con đâu. Chuyện giữa cô với nó đã chấm dứt từ lâu rồi. Giờ cô để cho nó yên đi. Con với anh Thuấn chỉ tạm xa nhau, chứ đâu đã chấm dứt đâu bác. Con vẫn còn yêu anh Thuấn nhiều lắm bác à. Bây giờ thằng Thuấn nó có bạn gái rồi. Cô đừng tới đây làm phiền nó nữa. Cô hãy để cho cuộc sống của nó bình yên đi. Nó đau khổ vì cô quá nhiều rồi. Cô công nhân đó quê mùa như vậy mà bác cũng chấp nhận được hả bác? Cô đâu có xứng đáng với anh Thuấn đâu. Người ta tuy là công nhân quê mùa, nhưng người ta tốt hơn cô gấp trăm lần luôn. Cô về đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Đúng là già cả không biết gì hết á. Dám đem con nhỏ đó ra so sánh với mình. Chị Khánh, có người gửi cho chị nè. Gì vậy? Em cũng biết nữa. Cảm ơn em. Chắc lại là thư tình của chàng nữa chứ gì. Chị chỉ giỏi suy đoán lung tung không à. Ủa? Sao vậy? Từ trưa tới giờ á, chị thấy em buồn chứ lại không có nói năng gì hết. Bộ em với anh Thuấn có chuyện gì hả? Không có gì đâu chị. Tại nay em thấy hơi mệt thôi. Rồi vậy thôi, mình về nhà nghỉ sớm đi em. Ủa má, má sắp xếp đồ đạc xong chưa má? Xong rồi. Đồ của má đâu có gì nhiều đâu, xếp chút xíu là xong à. À Thuấn à. Dạ. Hồi sáng con Diễm nó có tới đây. Cô tới làm gì vậy má?
Nó nói là nó tới, nó thăm má. Nhưng má nghĩ không phải vậy. Nhìn thái độ và cách nói chuyện của nó, má nghĩ nó không dễ dàng mà từ bỏ con đâu. Con phải cẩn thận đó. Đừng có để cho con Khánh nó biết là con Diễm nó trở về. Kẻo mà nó hiểu lầm thì không hay. Dạ, con biết rồi. Má yên tâm đi. Con sẽ cố không để Khánh buồn đâu. Thiệt, gặp con Diễm rồi á, để con một mình ở đây á, má không có yên tâm về quê chút nào hết trơn á. Từ trước tới giờ, hễ em đã muốn điều gì thì nhất định phải có cho bằng được. Anh hiểu tính em mà. Ủa, anh Thuấn, anh mới tới hả? Ừ. Anh vào nhà chơi. Dạ, em chào anh. Ừ, chào em. Mình đi đi. Tụi em ra ngoài chút nha. Em mệt hay sao mà nằm sớm vậy? Mà em đã ăn uống gì chưa? Em ăn rồi. Em chỉ hơi mệt một chút thôi. Lúc chiều tan ca, anh tính rủ em đi ăn. Nhưng mà em chạy xe nhanh quá, anh theo không kịp. Anh Diêm có chuyện gì phải không? Bữa nay anh thấy em hơi lạ. Anh có người yêu rồi, sao còn làm như vậy với em chứ? Ai nói với em vậy? Anh làm gì có ai khác ngoài em chứ? Không có, hay là anh không muốn nói cho em biết? Nhưng em nghe ai nói? Anh có giấu em gì đâu. Ai nói được có gì là quan trọng đâu chứ. Em biết là được rồi. Em gặp Diễm rồi phải không? Vậy là chị ta đã nói đúng. Tại sao lại có thể làm vậy với em chứ? Cô ta đúng là... Mọi chuyện như vậy là quá rõ ràng rồi. Em nghĩ tụi mình anh quay về như trước đây thì tốt hơn. Em nghe anh giải thích được không? Anh về đi. Bây giờ em không muốn nghe gì hết. Em muốn ở một mình. Thôi được. Anh biết dành có nói gì em cũng không tin anh. Nhưng rồi sẽ cho em thấy anh không phải là người như vậy. Thôi, em nghỉ đi. Anh về đây. Anh nhất định sẽ làm rõ chuyện này. Lâu lâu đi dạo cũng thấy vui hả chị? Ủa, anh Thuấn về hả? Ừ. Anh về đây. Chào hai em nghe. Dạ, chào anh. Chào anh. Anh về. Em với anh có chuyện gì hả? Em
em sao vậy? Sao lại khóc? Em tin nhầm người rồi chị. Là sao? Có chuyện gì em nói rõ cho chị nghe coi. Chị có biết lúc trước em ra ngoài làm gì không? Bộ của anh Thuấn nhờ người chuyển giấy hẹn với em gặp ở quán nước đối diện xí nghiệp mình á. Quá ra anh có người yêu rồi. Vậy mà. Nhưng mà em có chắc không? Thì chính người đó nói với em vậy mà. Chị ta còn nói á, chị ta và anh Thuấn đã quen nhau mấy năm nay rồi. Rồi anh Thuấn nói như sao? Anh thì nói không có chuyện đó. Nhưng mà nếu như vậy thì chị kia là ai chứ? Dạ, cậu lên phòng tôi gặp chút nha. Để em thu xếp công việc xong em lên liền. Nhanh đó. Dạ. Mấy em cố gắng làm việc cho thật tốt nghe. Quản đốc gì á mà quản lý tụi em như con nít vậy đó. Ở đây á, có mỗi một mình con Khánh là con nít thôi. Còn tụi em già hết rồi, anh khỏi có lo cho tụi em đi. Còn muốn lo cho Khánh á, thì về nhà mà lo đi. Ủa chị Nụ, chị về rồi hả? Ừ. Mấy bữa nay chị đi đâu vậy? Không có thấy chị về, chị làm em lo muốn chết hả? À, chị Mỹ đang tính xin nghỉ làm để về quê sinh em bé. Chuyện mình đang thiếu người, hay để em xin cho chị làm lại nha. Thôi em, chị có việc làm rồi. Ủa, chị xin được việc làm rồi hả? Ờ, à, mà chị làm ở đâu vậy chị? Có gần chỗ em làm không? Chị phụ em một ít để trả tiền nhà. Cũng nhờ em thời gian qua đã giúp chị nhiều. Sao chị đưa em nhiều tiền quá vậy? Mà tiền ở đâu chị có vậy? Em cứ lấy đi, đừng có hỏi nhiều. Chị mệt quá rồi, để cho chị ngủ. Vào đi. Chào anh. Anh gọi em có việc gì không anh? À, cô ngồi đi. Dạ. Cũng không có gì, tôi có một việc muốn nhờ cậu giúp thôi mà. Dạ, có chuyện gì cứ nói, em giúp được gì em sẽ giúp. Tôi thấy con Khánh, công việc của nó vất vả quá, có cách nào chuyển cho nó sang bộ phận khác được không? Dạ, thú thật với anh, em cũng muốn vậy lắm. Nhưng em chỉ sợ nếu Khánh biết sự can thiệp của anh, Khánh sẽ tự ái mà nghỉ việc anh à. Nhưng không lẽ cứ để cho nó vất vả hoài như vậy? Tôi là ba của nó, tôi đau lòng lắm. Em sẽ chú ý đến Khánh nhiều hơn, anh đừng lo. À, có cậu bên cạnh nó, tôi cũng đỡ lo hơn. À, nếu không còn việc gì nữa, thì em xin phép anh, em đi làm tiếp đây. Cảm ơn cậu nha. Dạ. Cố gắng quan tâm tới nó giùm tôi nha. Dạ, em đi. Khánh, em dạng trái cây đi nè. Em cứ nằm ở đó ủ rũ hoài á, cũng không có giải quyết được cái gì đâu em. Em tin anh Thuấn không lừa dối chị đâu. Có thể là có chuyện gì khó nói, anh chưa giải thích với chị thôi. Từ ngày mai trở đi, không ai được nhắc tới chuyện của em với anh Thuấn nữa nha. Mọi chuyện đã hết rồi.
Từ nay em chỉ xem ảnh là bạn thôi. Anh ngủ không được hả? Anh đang có chuyện gì buồn phải không? Nói cho em nghe đi. Hai cha con anh như người xa lạ em mà. Giờ anh cũng không biết phải làm sao để cho nó chịu tha thứ cho anh và nhìn nhận anh nữa. Nhìn nó phải vất vả mưu sinh, anh đau lòng lắm. Nhưng nó như con nhím xù lông, không cho anh đến gần. Bởi vậy anh sợ nếu anh càng muốn đến gần nó thì nó lại càng xa anh hơn. Anh hãy cho con thêm thời gian anh à. Không có gì khó lành hơn vết thương lòng đâu. Nhưng mà mọi vết thương sẽ dần hết nỗi đau nếu mình chịu khó chăm sóc nó. Anh đừng dằn vặt về tội lỗi của mình nữa, mà hãy làm mọi cách để xoa dịu nỗi đau của nó anh à. Nhất định, nhất định anh sẽ làm được điều đó em à. Thôi anh ngủ đi. Khánh, em nói chuyện với anh được không? Em không tin những gì anh nói sao? Chuyện qua rồi anh đừng nhắc tới nữa. Đúng là trước kia anh và Diễm đã từng quen nhau, nhưng tụi anh đã chia tay lâu rồi. Anh hoàn toàn không còn liên lạc gì với cổ nữa. Những gì anh đã nói hoàn toàn đều là sự thật. Em tin anh đi. Nếu như mà đã chia tay rồi á, thì chị ấy làm vậy để làm gì? Vì cô ta không chấp nhận chuyện đó, cho nên mới làm vậy để chọc tức em thôi. Nếu mà như vậy thì chắc chị ấy cũng còn thương anh nhiều lắm. Anh nên quay về với chị đi. Em và anh không hợp nhau đâu. Nhưng anh đâu có yêu cô ta. Nhưng mà dù gì thì hai người cũng đã từng yêu nhau. Em hoàn toàn không muốn mình là người thứ ba. Em à, anh không biết phải làm sao để em tin vào tình cảm của anh đây. Tình yêu bây giờ đối với em là một cái gì đó rất xa vời. Em không muốn nghĩ tới nó nữa, và càng không muốn làm anh phải khó xử. Anh hiểu ý em chứ. Mình như trước kia có lẽ sẽ tốt hơn. Anh vẫn là một người bạn tốt của em. Thêm vào xưởng đây. Khám, ra ngoài có người gặp kìa. Ai vậy chị? Bà giám đốc á. Bà ít khi tới đây lắm, tự nhiên bữa nay tới đòi gặp Khánh. Bộ Khánh với bà có chuyện gì hả? Không, em với bà đâu có gì liên quan với nhau đâu. Thì em cứ ra gặp bà đi, dù gì bà cũng là vợ của giám đốc mà. Chính vì vậy mà em không muốn gặp bà ấy. Sao vậy? Có chuyện gì vậy em? Không có gì đâu chị. Em không thể trốn tránh mãi như vậy được đâu. Em phải đối diện với sự thật.
Gì thì gì á, em cũng phải gặp bà ta để xem coi á, bà ta muốn cái gì ở mình. Nghe lời chị đi. Đúng rồi đó Khánh. Thôi chiều nay chị hẹn giùm bà ta là em làm hết ca xong em sẽ ra. Ờ, để chị nói. Có những chuyện con và ba con không hay biết. Khánh à, nếu như con thấy hận thì con hãy hận cô. Chính cô mới là người bắt má con phải phá thai khi con mới tượng hình. Chính cô mới là người bắt ba con phải bỏ rơi má con. Cô làm nhiều chuyện có lỗi nên ông trời đã trừng phạt cô rồi. Cô không bao giờ có được thiên chức làm mẹ như bao người phụ nữ khác Khánh à. Nhưng còn ba con, bao nhiêu năm qua ba con cũng đã hối hận lắm rồi. Con hãy nghĩ tới điều đó mà chấp nhận ba con đi nha Khánh. Nha Khánh. Xin lỗi cô, từ trước tới giờ con đã quên mất là mình có một người ba rồi. Cô nói bao nhiêu năm qua ông ta ăn năn hối lỗi, nhưng con chỉ thấy ông ta sống trong giàu sang, ăn sung mặc sướng. Có bao giờ ông ta nghĩ tới sự tồn tại của đứa con này không? Có biết nó đang sống như thế nào không? Là tại cô, tất cả là lỗi của cô đó Khánh à. Con cứ trách cô đi, đừng trách ba con mà Khánh. Cô xin con đó Khánh. Xin lỗi cô không làm được. Con xin phép cô. Khánh ơi, nghe cô nói mà Khánh. Khánh ơi, Khánh. Cô có sao không? Cô có sao không vậy? Cô, bệnh tim của cô ngày càng trở nặng rồi. Cô biết mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Khánh à, trước khi cô nhắm mắt, cô xin con mà, con hãy chấp nhận ba con đi mà. Đừng làm ba con buồn. Có như vậy cô mới yên lòng ra đi con à. Khánh, đây có thể là lần cuối cùng cô làm chuyện này cho ba con, để có thể chuộc lỗi với ông ấy. Cô làm khổ ba con nhiều rồi mà lại không sinh được cho ông ấy một đứa con. Con cần thêm thời gian. Vấn đề về nhân sự như tôi đã bàn bạc và sắp xếp, các anh có ý kiến gì không? Dạ, ý của giám đốc là cứ chờ. Giám đốc nói sao thì tụi em nghe vậy. Nghe nè, tôi cần một người trợ giúp cho tôi là cũng phải có ý kiến riêng của mình, chứ không phải như những người thích ai vua gật đầu nịnh hót đâu đó nha. Dạ, tụi em thấy ý kiến của giám đốc là quá đúng rồi nên tụi em đã đồng ý. Mấy công chỉ biết nịnh thần, chỉ biết là đội trên đạp dưới, đè nén người lao động, làm họ khổ sở và họ không phát huy được năng suất lao động. Lại thêm ông nữa, đổ thêm dầu vào lửa. Tôi chỉ giận một cái là quy kết đủ mọi thứ, mệt quá. Bởi vậy tôi muốn người được nâng lên làm phó của tôi phải có tư cách của một người làm sếp, để được người lao động coi trọng, chứ không phải như cậu Hòa làm trước đây, đã bị tôi bãi nhiệm, cho dù cậu ấy là bà con với nhà tôi. Tôi sẽ không nể nang ai đâu, đã làm cho tôi là phải có trách nhiệm.
phải làm việc tốt và có tư cách nữa. Dạ em biết. Cảm ơn lời chỉ dạy của giám đốc. Em sẽ rút kinh nghiệm lần sau ạ. Khánh à, chị nghĩ em nên cho anh Thuấn cơ hội để anh giải thích. Chứ chị không tin anh Thuấn lại là người bắt cá hai tay đâu em. Em cũng không biết sao nữa. Có lẽ trong suốt thời gian qua không có chị Diễm ở bên cạnh, nên anh chỉ xem em là người thay thế thôi. Bây giờ chị Diễm trở về rồi thì em cũng nên rút lui. Em muốn trở thành kẻ thứ ba xen vào chuyện của họ đâu chị. Em nói cái gì kỳ vậy? Tại sao em lại là người thứ ba? Nhưng mà làm như vậy thì sẽ tốt hơn cho cả ba người chị à. Mấy người chạy xe kiểu gì vậy? Này. Sao không cô em? Thấy cô em đẹp gái anh tính làm quen thôi. Mấy người làm gì vậy? Tôi la lên bây giờ đó. Em cứ việc la lớn lên đi. Thử coi có ai tới cứu em không. Thôi không khỏi nói nhiều. Bắt nó về. Nó bắt cóc người đi. Hả? Đi. Báo công an bây giờ đó. Nè, mấy người làm gì vậy? Thả tôi ra. Làm gì vậy? Đi. Khánh, chị Thơ. Khánh ơi, chị Thơ ơi. Nhanh. Buông ra. Lên mày. Nhanh mày. Cô Thơ ơi. Bỏ lên. Bỏ lên. Nhẹ lên. Khánh ơi. Khánh. Lên mày. Khánh. Chị Thơ. Cô Thơ ơi. Alo. Anh Thuấn hả? Con Khánh, con Khánh bị người ta bắt đi rồi. Cái gì? Em nói sao? Ai bắt Khánh đi? Mà sao bị bắt? Em không có biết. Em chỉ nghe tụi nó nhắc đến chị hai nào đó thôi à. Anh đi cứu Khánh lẹ đi anh. Em sợ quá hả? Ờ, em đừng lo. Anh biết ai làm chuyện này rồi. Là ai vậy anh? Anh nhất định sẽ đưa Khánh về an toàn. Em cứ về nhà rồi chờ tin của anh nghe. Dạ. Sao? Đã quen ở đây chưa? Dạ chưa chị. Cái gì tụi em cũng thấy bỡ ngỡ hết á. Thấy hồi hộp lắm. Chừng nào mới đưa tụi em đi về chị Quyên? Mà chỗ đó làm có nhiều tiền không chị? Yên tâm đi. Chị hứa cái gì là có cái đó mà. Mấy em chỉ cần á đi làm 2-3 tháng thôi là đảm bảo tiền xài không hết. Chuyện xây nhà cửa cho ba má chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nè, mấy em chia quần áo ra đi. Cảm ơn chị. Chuẩn bị, rồi khi nay chị em mình đi ha. Dạ. Dạ. Trời, bận gì như không bận vậy chị? Phải mặc như vậy mới kiếm được nhiều tiền chứ em. Từ nay phải bỏ hết những bộ đồ quê mùa này đi nha. Thôi mấy em chuẩn bị đi ngủ sớm đi. Có gì khuya chị gọi dậy. Dạ. Dạ chào chị. Sao? Không nỡ hả em? Em đang nghĩ gì vậy? Dạ em chị giúp em nhiều rồi. Giờ giúp chị một chuyện nhỏ như vậy mà em cũng không muốn sao? Dạ đâu có đâu chị. Biết vậy thì tốt. Chị bán người ta chứ đâu có bán em đâu mà em sợ. Thôi em ngủ đi. Mọi chuyện còn lại để chị lo. Dạ.
xuống. Mấy người đưa tôi đi đâu đây? Mày la cái gì? Mấy người đưa tôi đi đâu vậy? Vô tới nơi sẽ làm cho mày đổi đời. Tao mà thoát ra chỗ này tao sẽ tới công an tố cáo tụi bay. Nhanh. Làm gì vậy? Mấy người thả tôi ra. Ngồi xuống mày. Tụi bay nhẹ nhẹ tay thôi, không biết thương Hoa Tiết Ngọc gì hết à. Mặt nó mà bầm lên thì bán sao được giá nữa. Diệm, tại sao chị lại làm vậy? Chị muốn gì? Có muốn gì đâu. Muốn em mãi mãi biến mất khỏi mặt chị và anh Thuấn, được chưa? Chị thật là đáng sợ. Chị tội nghiệp cho anh Thuấn thôi. Cũng tại em ép chị thôi. Ai biểu em dám tranh giành người yêu với chị. Cho em hay, cái gì con Diễm này muốn thì nhất định phải có cho bằng được. Không ai tranh giành được với chị đâu. Tôi không giành giật gì với chị hết. Sau lần gặp chị, tôi đã chủ động chia tay anh Thuấn rồi. Chị để tôi yên đi được không? Đâu có dễ vậy đâu em. Em xinh đẹp như vậy, thả em ra uổng quá. Tụi bay chuẩn bị xong hết chưa? Chị khi này là nè. Đi đó. Dạ xong hết rồi chị ơi. À, còn nhỏ này sao chị? Như vậy mà cũng phải hỏi hả? Nếu không đưa nó đi cùng thì tao bắt nó về đây làm gì? Ai biết đâu, tưởng chị đánh ghen thôi. Thôi tụi bay rút hết đi. Dạ. Khuya nay lên đường nhớ phải dạ. Cẩn thận nha. Dạ. Tất cả đứng im. Các anh đã bị bắt. Mày hả? Mày định chạy đi hả? Không có dễ vậy đâu. Tất cả đứng im. Chị Trần Thị Diễm, chị đã bị bắt vì tội buôn bán phụ nữ qua biên giới. Xin mời chị theo chúng tôi. Cứu tôi! Cứu tôi với! Đi! Mời đi theo tôi. Trời! Bé hai! Mày sao vậy? Sao mày ra nông nổi này? Sao vậy? Tao không muốn gặp lại mày trong hoàn cảnh này đâu. Mời hai cô đi theo tôi. Đi. Khánh, đi nhanh lên. Em có sao không? Em nói cho anh biết đi. Em có sao không? Anh lo cho em quá. Tụi đó có làm gì em không? Em không sao. Anh xin lỗi. Không ngờ Diễm lại dám làm vậy với em. Mời anh chị theo chúng tôi về cơ quan luôn. Sao vậy anh? Cô là người bị hại mà. Chúng tôi chỉ muốn lấy lời khai của chị Khánh, theo thủ tục để phục vụ cho công tác điều tra thôi. Tôi hiểu rồi. Tôi chờ cô theo các anh. Mình đi em. Được rồi, cảm ơn cô. Giờ cô có thể ra về. Có gì chúng tôi sẽ liên hệ sau. Dạ. Dạ con chào chú ạ. Chào cô. Khánh, anh đã lấy xe rồi cho em về nghỉ ngơi nghe.
Em mệt lắm phải không? Dạ. Cô nên khai báo thành khẩn, cố gắng cải tạo tốt thì sẽ sớm được ra thôi. Cuộc đời phía trước còn dài lắm. Mình về thôi em. Dạ. Yeah. Khanh. Chị. Em có sao không? Chị lo cho em quá. Cả đêm qua chị không ngủ được vì cứ chờ điện thoại của anh Thuấn. Dạ. Yeah. Em không sao quá là tốt rồi. Em xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng. Không sao đâu. Em được bình yên là tốt rồi. Chị về nhà nghỉ đi chị. Chắc đêm qua chị sợ lắm phải không? Ừ. Hai em và Thơm về nhà nghỉ ngơi đi. Có gì anh xin phép tổ trưởng cho. Không được đâu anh. Dạo này á, xí nghiệp của mình đang đẩy mạnh tiến độ sản xuất. Thiếu một lúc hai đứa, em sợ chuyện không có đủ người. Ừ. Hay là anh xin cho tụi em nghỉ sáng nay đi. Rồi chiều tụi em vô làm ca sao cũng được. Ờ, vậy cũng được. Ừ, dạ. Ừ. Tụi em cố gắng nha. Vì lô hàng này mình cần phải giao gấp. Em cần hỗ trợ gì thì cứ báo với anh. Cố gắng nha em. Dạ chào anh. Em á, người ta tới sao em không nói tiếng nào hết rồi. Năm trăm nha. Sao mà mắc vậy em? Bớt đi. Năm trăm cả đêm mà. Chị Thơm ơi, hình như là chị nụ kìa. Đâu? Bớt đi rồi anh đi. Nha. Sao? Không. Mệt quá. Mày làm gì ở đây vậy? Trời đất ơi, mày tới đây làm cái gì vậy? Mày theo tao về. Đi lẹ lên. Mày làm cái gì kỳ vậy? Tao không ngờ mày dám làm cái nghề này. Biết bao nhiêu nghề đàng hoàng sao mày không làm đi? Tại sao mày làm nghề này chứ? Tao làm đó thì làm sao? Chuyện của tao không cần mày phải bận tâm. Mày nói vậy mà mày nghe được hả? Mày không còn coi tao là chị em của mày nữa hả? Tốt hơn hết là tụi mày đi về đi. Chị không cho mày ở lại đây đâu. Chị Nụ, mày đi về đi. Tụi mình vẫn là chị em mà. Chị Nụ à, chị Thơm nói đúng đó. Chị về với tụi em đi. Với lại em cũng đã xin anh Thuấn cho chị làm công việc chung với tụi em rồi. Đi mà chị. Buông ra, tao không cần ai thương hại hết. Tụi bay có hiểu không? Mình nói cái gì vậy? Mỗi người đều có lựa chọn riêng của mình. Tụi bay đi về hết đi. Đừng quấy rầy chỗ làm ăn của tao. Tránh ra đi. Đi anh. Chị lo chuyện chị Nụ hả? Có nằm mơ chị cũng không ngờ con Nụ nó lại dám đi con đường đó. Không lẽ đồng tiền làm cho nó mù mắt rồi sao? Mà hai chị có nhìn lầm không? Lẽ nào chị Nụ chỉ
Làm sao được mà làm. Chị thấy á, nó đứng đón khách rõ ràng mà. Hay là ngày mai mình tới khuyên chị một lần nữa thử coi làm sao. Biết đâu lần này chị nụ chỉ nghe lời chị em mình. Em chưa biết tính con nụ rồi. Nó bướng lắm nên bây giờ chị mới lo nè. Mình phải nghĩ cách gì để giúp chị đi chứ. Không lẽ cứ ngồi đây mà nhìn chị như vậy hoài sao? Khổ nổi là bây giờ nó muốn buông xuôi bản thân nó đây nè. Nó còn không muốn con Khánh với chị xen vô nữa. Vậy là không xong rồi. Mấy đứa quỷ này, tháng này làm gì xài điện nhiều dữ vậy ta? Chiều nay về phải nhắc nhở tụi nó mới được. Phải tiết kiệm chứ. Mình cứ lên giá hoài nó nói mình ác. Chịu nói không? Ở chỗ này cho thuê phòng trọ phải không cô? Ừ. Tôi còn hai phòng trống ở trỏng mà. Ở dưới đó. Vậy dì cho tụi con mướn một phòng nha dì. Mấy con làm nghề gì vậy? Ủa, bộ ở trọ mà cũng khai báo nghề nghiệp nữa hay gì? Phải khai chứ. Ai biết các cô làm nghề gì? Trời ơi, mấy vụ ở đây tôi quải chè đậu lắm rồi. Ủa mà quải gì vậy dì? Quải gì? Quải mấy cô bán bia ôm, mấy cô gái bào, rồi mấy cái nhà hút chích xì ke ma túy đó. Không có tiền rồi ăn trộm ăn cướp, chứ quải gì mà hỏi. Trời ơi. Mà nhìn hai cô thì thấy cũng không đàng hoàng cho lắm. Thôi đi chỗ khác mướn đi. Ê đi mày, hình như ở cuối hẻm cũng cho thuê phòng đó mày. Mày mặt thấy ghét. Ê, hai cô kia nói gì đó? Nói lại tôi nghe coi. Có ngon đi lại đây nói nè. Thôi đi mày, gây với bà làm gì? Rủi bà đứt gân máu bà chết mang quạ đó. Ê đúng rồi đó, đi mày. Quỷ gì đâu á, muốn tu mà cũng không tu được mấy đứa quỷ này nữa nè trời. Mời vô. Theo yêu cầu của anh, em gửi anh bản thành tích của cô Khánh. Mời chị ngồi. Dạ. Theo chị nhận xét thì Khánh làm việc như thế nào? Dạ, Khánh là người siêng năng chăm chỉ, lại được lòng anh chị em trong tổ. Tôi không hỏi chuyện đó, tôi chỉ muốn hỏi khả năng làm việc kìa. À, chuyện này thì khỏi phải nói. Khánh đã đề nghị thay đổi thao tác làm việc của cả tổ. Điều này làm tăng năng suất của tổ em một cách rõ rệt anh à. Còn gì nữa thì chị cứ nói. Theo em thấy, Khánh là một người siêng năng, lại có nhiều sáng kiến. Nên mình cần có chế độ gì đó cho cổ anh à. Vậy chị có đề nghị gì không? Trong bản báo cáo đó, em có đề xuất xin cho Khánh được lên làm tổ phó để phụ với em phát triển truyền. Vì sắp tới, xí nghiệp mình sẽ tuyển thêm rất nhiều người để cho kịp đợt hàng cuối năm này. Chị yên tâm, tôi sẽ trình bày ban giám đốc để bố trí công việc thích hợp cho cô ấy. Dạ, cảm ơn anh. Nếu không có gì, em xin phép về truyền trước. Ừ, cảm ơn chị Tuyết nhiều nha. Dạ. Đi không anh? Không em ơi. Anh. Em, đi với anh. Dạ. Anh ơi, đi không anh? Đủ. Đủ. Anh Khánh.
Tụ Tụ ơi, nghe anh nói đã. Buông em ra. Qua đây. Buông em ra. Buông ra. Anh tới đây làm gì? Chuyện của em đâu liên quan gì tới anh. Em nói vậy mà nghe được hả? Gia đình em mà biết như vậy thì sẽ ra sao? Em có nghĩ tới má em, tới em trai em không? Em không nghĩ tới bản thân mình thì cũng phải nghĩ tới họ chứ. Bộ anh tưởng em không nghĩ gì hay sao? Chính vì nghĩ tới họ nên em mới phải làm như vậy đó. Bây giờ em cùng đường rồi. Em không còn con đường nào khác cả. Em cùng đường rồi. Nhưng chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Đâu phải ai bế tắc cùng đường cũng chọn cách này đâu. Em đâu cần phải. Anh nói thì nghe hay lắm, nhưng chỉ có tiền mới giải quyết được mọi chuyện thôi. Anh có tiền cho em hả? Có không? Khánh, em lên văn phòng cho ban giám đốc cần gặp kìa. Có chuyện gì hả chị? Thì em lên đi rồi biết. Mọi người đang chờ em ở chợ đó. Dạ. Em lên nhanh đi nha. Gì ta? Tôi chỉ làm giùm em nha. Mời vào. Dạ. Cô ngồi đi. Đây là Khánh, người mà tôi và chị Tuyết đã đề xuất với mọi người. Trong thời gian qua em làm việc rất là tốt và có năng lực, nên công ty đã quyết định nâng bậc lương cho em và giao cho em đảm nhiệm vai trò tổ phó kể từ ngày hôm nay. Dạ, em rất là vui và em cảm ơn mọi người. Nhưng mà em sợ khả năng của mình làm không có nổi. Em đừng có lo, mọi người ai cũng ủng hộ em hết và sẽ giúp đỡ cho em. Nhưng trước giờ em... Sắp tới xí nghiệp của ta sẽ tuyển thêm rất nhiều người. Tôi mong cô Khánh hãy cố gắng giúp chị Tuyết phát triển chuyện sản xuất cho tốt và chuẩn bị cho đợt tung sản phẩm lần này. Tôi tin là cô sẽ làm được. Dạ. Chiều nay anh sẽ họp tổ công bố với mọi người. Còn công việc thì chị Tuyết sẽ hướng dẫn cho em. Dạ, em cảm ơn. Em cảm ơn mọi người đã tin tưởng ở em. Chị Hường ơi, xong việc rồi em về nha chị. Ừ. Em về nha chị. Kha. Trông mặt quá. Ủa, chị Hường, chị có sao không? Kha ngồi xuống đây với Hường đi. Mấy ngày qua Hường cố tình ra vẻ quan tâm với Tèo, mà sao không thấy Kha phản ứng gì hết vậy? Chị nói vậy là sao? Em không hiểu. Chẳng lẽ tình cảm của Hường dành cho Kha bấy lâu nay mà Kha không hiểu sao? Nè, Hường nói thiệt, của cải của Hường không có thiếu, chỉ thiếu tình cảm thôi. Nếu Kha chấp nhận thì từ đây Kha sẽ làm ông chủ ở đây, khỏi phải đi làm công cho người ta, làm chi cho mệt. Tôi xin lỗi chị, chuyện này tôi không thể. Trước giờ tôi rất tôn trọng chị, nhưng mà sự việc đã tới nước này, chắc tôi không làm việc ở đây được nữa. Tôi... chắc hôm nay tôi xin nghỉ việc luôn. Kha, Kha nên suy nghĩ kỹ lại đi. Tôi thật lòng thích Kha mà. Với lại tuổi tác của mình cũng đâu có chênh lệch nhau quá nhiều. Nè, bộ Kha sợ mọi người dị nghị phải không? Trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới chuyện tình cảm với chị. Thôi,
tôi đi về. Từ mai tôi không tới làm nữa đâu. Nè, sao mà Kha kiên quyết quá vậy? Kha nên biết bây giờ kiếm việc làm khó lắm nghe. Kha nên suy nghĩ cho kỹ đi rồi hãy trả lời cho Hường. Từ mai tôi sẽ nghỉ việc luôn. Chị tìm người khác đi. Lâu lắm rồi không đi coi phim. Bữa nào mình đi coi nha. Em cũng muốn đi xem nữa. Lâu lắm rồi em không có được đi coi phim gì hết. Đi mỏi chân cho em. Hay là mình qua đó ngồi đi. Em à, anh thấy có nhiều chuyện tình trên phim, nhưng mà không có chuyện tình nào đẹp bằng chuyện tình anh với em hết á. Vậy còn anh Thuấn chứ còn Khánh thì sao? Không phải ước ác hơn tụi mình hả? Chàng á thì phải nhập viện vì nàng, còn nàng á suýt chút nữa là bị bán qua biên giới luôn á. Em chưa thấy chuyện tình nào mà như vậy luôn á. Nhưng mà người ta thì trải qua sóng gió mới hiểu nhau. Còn mình không cần sóng gió mà cũng hiểu ra hết chứ bộ. Bộ mình không có sóng gió hả? Thì cũng có chút chút, nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Thôi mà, chừng này mới đưa anh về giới thiệu gia đình em vậy. Không được đâu, em ngại lắm. Sao vậy em? Mình quen nhau cũng lâu rồi mà. Vậy anh muốn em giới thiệu anh là gì? Thì giới thiệu anh là... là gì ta? Chồng sắp cưới được không? Cái ui anh dạ. Này kỳ cục quá. Ui dạ. Đau quá. Anh có sao không? Xoa dịu đi. Xoa dịu vết thương lòng đi. Không. Phải chi con nụ nó cũng tìm được một người yêu nó thật lòng ha. Em à, em đừng có lo. Anh tin rồi đây, nó cũng sẽ tìm được hạnh phúc mà. Đúng là anh và mọi người không có tiền cho em, nhưng mà tụi anh có tấm lòng dành cho em. Anh có bờ vai để cho em nương tựa những lúc khốn khó đau khổ. Nghe lời anh về đi em. Ê, tụi bay biết tin gì chưa? Con Trâm nó chết rồi đó. Con Trâm nào? Thì con nhỏ hay giành khách với tụi mình nè. Mày từng cãi lộn với nó mà quên rồi hả? À, thì ra là con nhỏ đó hả? Hèn gì không thấy nó tới đây nữa. Chắc á, sau lần gây lộn với tao á, nó chuyển qua địa bàn khác luôn rồi. Ủa, mà sao nó chết vậy mày? Bộ, nó mắc bệnh gì hả? Chứ mày nghĩ làm cái nghề như tụi mình á, thì sao mà chết? Nó không cẩn thận cho nên bị nhiễm HIV chứ sao? Tội nghiệp, nó chết rồi không biết ai sẽ lo cho má nó đây. Tao nghe nói ba bệnh liên miên mà nhà chỉ có hai má con thôi. Chắc cũng cùng đường nên nó mới phải ra đây. Ai ngờ... Nụ ơi, sao con bỏ má đi vậy hả? Con đi rồi, má biết sống với ai đây? Con chị ơi. Con ơi. Chị hai ơi, chị hai. Con ơi con. Chị hai ơi. Chị hai. Chết. Đứng lại, đứng lại. Đứng chạy. Đứng lại. Mấy con kia đứng lại. Mời các cô theo chúng tôi về phòng giải quyết. Theo chúng tôi về đâu? Lẹ lên. Không cự hả? Đi. Lẹ lên. Đi. Đi. Đi.
Ủa, có ngủ hả chị? Sao, chuyện gì vậy? Cái khúc đầu hay khúc đuôi đây? Mà thôi, cái khúc giữa nghe đi. Con nhỏ này, em học ai vậy? Hôm nay đi chơi với người yêu mà. Bộ có chuyện gì hả? Chị cũng không biết nữa. Mỗi lần hạnh phúc bên anh Nhân á, chị nhớ tới nụ. Không biết bây giờ nó làm sao. Chị lo quá. Anh Tuấn hứa với em á, là sẽ xin việc cho chị nụ rồi. Nhưng mà sợ chị không chịu về sống chung với tụi mình thôi. Ai vậy? Ai mà giờ này tới tìm mình vậy? Không biết nữa. Thôi chị đừng có ra. Bọn mình gái không à? Có gì thì sao? Để chị ra coi ai. Em đứng phía sau yểm trợ cho chị nha. Chị. Khoan đã, chờ em. Chờ em vô lấy cái giày đó. Biết rồi. Trời đất mày hả nụ? Chị. Tao không biết phải đi đâu nữa hết. Nên tao. Mày đừng có nói gì nữa hết á. Mày về tới nhà là tao yên tâm lắm rồi. Tao sợ lắm Thơm ơi. Tao mà có chuyện gì, chắc mẹ với em tao không có sống nổi đâu. Có chuyện gì vậy chị? Có chuyện gì á, từ từ kể cho tao nghe đi. Mày biết nghĩ tới gia đình á là tốt lắm rồi. Hứa với tao đi, đừng có bỏ đi nữa nghe. Phải đó chị nụ, mọi chuyện cũng đã qua hết rồi. Anh Thuân nói với em chuyện của em đang thiếu người nên cần tuyển thêm á. Chị làm hồ sơ đi, anh sẽ giúp cho chị vô làm chung với tụi em mà. Chiều giờ mà ăn cái gì chưa? Có đói không? Nấu cái gì mà ăn nha. Hay để em nấu cái gì đó cho chị ăn nha. Nấu món sở trường của em đi. Tự nhiên giờ chị cũng thấy đói nữa nè. Em chỉ nấu mì cho chị nụ ăn thôi, không có nấu cho chị. Chị giảm ăn đi. Phát phì ra một cái hả? Anh Nhân anh chê chị vợ. Nhỏ này, làm như chị mập lắm vậy. Em nói chơi thôi. Ba tô phải không? Chờ em tí nha. Ai nói phải nấu 4 tô mới đủ? Trời gì vậy? Tưởng em ngủ khì vậy, không biết ăn mì gói hả? Ăn một mình vậy không có được đâu nha. Sợ cô luôn á. Công nhận bà bầu ăn dữ thiệt ta. Chị ơi, cho em hỏi có tình nhân viên không chị? Cảm ơn chị. Dạ, chú cho con hỏi, ở đây có tuyển thêm người làm không chú? Ở đây đã đủ người rồi, không cần đâu. Dạ, cảm ơn chú. Anh ơi, cho tôi hỏi ở đây có tuyển nhân viên giao hàng nữa không anh? Ủa, anh Kha. Ủa, đây là cửa hàng của gia đình anh hả? Dạ, đúng rồi anh. Anh ngồi đi. Hai đứa ra, anh có tin mừng nè. Tin mừng gì vậy anh? Hồi sáng này á, Nhân gọi điện cho anh nói
Nhân đã xin cho anh vào làm nhân viên giao hàng cho má của Nhân rồi. Ủa, vậy còn tiệm gạo thì sao anh? Thật ra thì anh cũng không thích làm ở đó, nên mới nhờ anh Nhân xin giùm ở chỗ của má anh Nhân. Sắp tới anh nghỉ ở đó luôn. Em biết rồi, chắc là bà chủ quấy rối nhiều quá, anh sợ anh nghỉ chứ gì. Vậy chúc mừng anh Kha có việc làm mới nha. Có được công việc ổn định rồi, anh sẽ phụ với em lo cho đứa nhỏ. Anh hai thương em quá, vậy mà em... Thôi, nhỏ này, em đừng có như vậy. Lo cho em á là chuyện anh phải làm mà. Mai mốt em sinh em bé xong, em cũng sẽ xin vô làm công nhân, giống như mấy anh chị vậy nè, để có tiền lo cho con. Ừ, vậy cũng được, nhưng mà em phải giữ sức khỏe đó. Dạ. Con Nụ nè, em dạ. Có định đi làm ở đâu chưa? Chứ ở nhà thấy cũng buồn lắm hả? À, dạ, Khánh nói sẽ nhờ anh Thuấn xin giùm em rồi ạ. Em đừng có lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Thôi hai đứa vào nhà nghỉ đi, anh đi làm nghe. Dạ. Em đó, lo ăn uống nhiều vô. Anh đi nha. Dạ. Dạo này công việc ở bộ vất vả hơn chị ha. Ừ, đúng rồi. Thì khâu nào cũng vậy, chứ có riêng gì tổ mình đâu. Sản phẩm của công ty mình á, bán ở tất cả các tỉnh mà. Có tiếng về chất lượng á, nói sao không sản xuất nhiều cho được. Thì em thấy đó, chất lượng ngon mà bao bì cũng đẹp nữa. Tiêu thụ trong cả nước luôn, chứ nói gì ở tỉnh. Thì cả nước như vậy mình cũng hãnh diện chứ bộ. Em làm gì mà hãnh diện dữ vậy? Ừ thì là công nhân của công ty, không được sao? Công ty đẩy mạnh sản xuất, lương được nâng lên, đời sống công nhân tụi mình cũng được cải thiện luôn, đúng không chị? Tất nhiên rồi, như vậy á mới đủ tiền cưới chồng đúng không? Hay quá. Em vẫn chưa thể chấp nhận ba em sao Khánh? Chị thấy tội nghiệp cho ổng quá à. Ổng không có dám tới gần em. Ổng sợ em nghỉ làm ở đây rồi không có được gặp em nữa đó. Khánh à, ba em thật sự là một người rất tốt đó. Chính ông đã không chê quá khứ của anh, mà tin tưởng nhận anh vào làm, nên anh mới được như bây giờ. Em đừng nghĩ tới chuyện của ba má rồi lạnh lùng với ông nữa. Anh thấy tội cho ông lắm. Em cũng hiểu điều đó chứ. Nhưng có lẽ em cần thêm thời gian. Thôi được, em có thêm thời gian suy nghĩ cũng tốt. Thời gian sẽ giúp chúng ta xóa bỏ những chuyện buồn và mang đến những điều tốt đẹp, phải không em? Ừ. Thôi, em làm việc tiếp đi, anh lên văn phòng đây. Ừ. Dạ. Đây, của chị nè. Dạ. Chuyền ra đi em. Dạ đây. Dạ, chị lấy gì dạ, dạ. Chị? À, dạ. Dạ. À, dạ, của chị dạ, nè. Dạ, cho em gửi. Dạ. Ờ, à, dạ. Lấy thùng mì dạ, đi. Dạ, đây, thùng dạ. Mì đây. À, à, dạ, hai dạ, thùng, hai thùng, hai thùng nha. Dạ. Dạ, dạ đây là chị. Nè. Của anh nè. Dạ, của anh nè. Thùng này nữa nè anh.
Dạ. Khánh, gặp con dì mừng lắm. Dì ạ, dì có khỏe không? Sao con thấy dì ốm quá vậy? Không sao đâu. Ở trong này dì lớn tuổi nên mọi người cũng tử tế lắm. Công việc sao rồi con hả? Con được lên làm tổ trưởng của chuyện con rồi đó. Con giỏi lắm. Dù gì cũng là dòng giống của cha con mà. Con giỏi lắm. Thực ra là tại vì thấy con làm việc chu đáo cho nên mọi người mới bầu chọn con, chứ không phải vì ổng là ba của con đâu. Khánh à, trong thời gian ở đây dì suy nghĩ rất nhiều. Dì biết tội giết người của dì, rồi cả tội tống tiền nữa. Không biết dì có được ra sớm không. Dì thấy lương tâm cắn rứt lắm. Dì không muốn con phải buồn nữa. Chính vì thù hận mà dì phải trả giá. Dì không muốn con giống như dì đâu. Khánh, con nhận ba ruột của con đi, cho má con vui. Dì có một điều muốn nói với con. Dì xin lỗi con. Lâu nay dì không lo lắng gì cho con được hết. Không, chính con mới phải cảm ơn dì. Nhờ có dì mà con mới khôn lớn như ngày hôm nay. Dì không chỉ là dì mà còn là má của con nữa. Con rất là biết ơn dì. Dì thương con lắm. Đã hết giờ thăm nuôi thưa cô, mời. Dì ráng cải tạo cho tốt để về với con nha dì. Con thương dì lắm. Dì nhớ giữ gìn sức khỏe nữa. Dì đi vô nha. Nè. Con của má ngoan quá nha. Dễ thương nè. Nè. Dễ thương quá. Ôi, để cho má nụ ẩm con cái nè. Ôi. Trời, con của má ngoan quá à. Ồ, chắc nó đói rồi đây nè. Mai mà hôm nay chị nụ làm ca chiều á, chứ một mình em ở nhà không biết xoay sở sao nữa. Em hay thiệt đó. Em coi mà học hỏi chị nụ kìa. Coi nụ bồng đứa bé khéo chưa. Còn em là má mà chả biết làm cái gì hết. Tại em mới sinh con lần đầu nên chưa có kinh nghiệm. Phải không chị nụ? Em chỉ giỏi chống chế thôi. Chị nụ á, sinh con hồi nào đâu. Đó, mà thấy không, bế đứa bé đó. Đó, coi kìa. Đó, chuyên nghiệp ghê không. Không biết cái tại gì hết. Tại chị nụ có năng khiếu là mẹ bẩm sinh mà. Ai mà lấy được chị nụ là coi như có được một người vợ, một người mẹ. Hết sảy con vào bẫy luôn nha. Cái con này ai mà thèm lấy chị chứ. Tại chị không biết thôi. Có người thèm nhỏ dãi ra luôn mà chưa dám nói đó. Kìa, nhỏ này. Mày nghe, liệu hồn á. Ủa, ai nói với anh đâu. Tự nhiên có tật rụt rịch hả? Rụt rịch gì? Nín.
Thôi thôi, em sợ hai anh chị rồi. Ê, cho con, để cho cậu ẩm chút coi. Ê. Cậu biết ẩm không đó? Trời, dễ ợt. Hôm trước á, nụ có chỉ anh rồi, phải không nụ? Trời ơi, người ngoài mà người ta nhìn vô cái cảnh này á, chắc tưởng đâu hai vợ chồng mới đẻ một đứa con đó nha, chứ không phải là con tôi. Thì có sao đâu, người ta nghĩ gì á thì kệ họ, miễn mình có gì là được rồi, phải không nụ? Coi này, coi này. Thấy anh giỏi chưa? Đông đủ quá. Không tin đâu rồi. Sao con nghe đây? Ẩm từ từ nha. Tôi cưng lắm. Sáng giờ nó quậy quá. Mai mà có chị nụ với anh Kha ở nhà phụ em một tay vậy hả? Đi làm về mệt mà nựng nó là hết mệt liền à. Vậy thì xin một đứa đi, chứ ai cho hưởng ké hoài. Mấy chuyện này phải hỏi anh Thuấn mới được, chứ sao lại hỏi con Khánh? Sao lại hỏi anh Thuấn? Thì phải hỏi chứ, hỏi khi nào mà ảnh cưới á. Thì đúng rồi, lớn rồi, em không lo lấy chồng á, coi chừng ế á. Trời ơi, giờ tới anh cũng chọc em nữa hả? Lâu lắm rồi tụi mình không đi đâu hết. Hay là cuối tuần này tụi mình đi chơi ở đâu đi? Cuối tuần hả? Em sợ là không có được đâu á. Cùng một lúc á mà thiếu hết ba đứa thì ai sẽ coi chuyện? Ôi, lo gì? Nói con Khánh á, xin ba nó một tiếng là được chứ gì. Ba nó thương nó giúp mẹ. Được không? Trả lời đi. Để đó, em xin ba thử coi sao. Giám đốc mà biết á hả, em kêu ổng bằng ba, ổng vui lắm á. Nhiều khi á, ổng cho nghỉ một tháng nữa. Thôi mấy anh chị đi chơi đi, em ở nhà chăm thằng cu Bin, nó còn nhỏ quá không đi đâu được hết. Em ở nhà vậy á, em có buồn không? Có nó là em vui rồi. Trinh bây giờ chững chạc hơn hẳn, ra dáng mẹ hiền lắm nha. Nhưng mà phải rủ thêm anh Thuấn đi nữa mới vui. Trời ơi là trời, cái gì nữa đây, không có rủ đâu. Đi á không có ảnh rồi buồn, ngồi đó khóc hu hu thì đừng có nói à nha. Ai thèm khóc. Chị Khánh chỉ nói vậy thôi chứ từ ngày má anh Thuấn lên đây ở á, không biết ai tuần nào cũng xuống ăn cơm với má ảnh gì ta. Kiểu này coi bộ chắc phải cứ gấp rồi. Nè, mọi người để dành tiền đi là vừa rồi nha. Nhỏ này. Hay quá. Em à, dạo này tình hình ở công ty đã ổn định nhiều rồi. Anh rất vui khi sản phẩm của công ty mình được phân phối khắp cả nước. Nhưng không có em bên cạnh, anh thấy niềm vui đó không được trọn vẹn. Gần 20 năm qua, anh cứ nghĩ đã giấu em được mọi chuyện. Nhưng không ngờ em đã biết tất cả. Cả em và Thúy, hai người phụ nữ yêu anh, điều gì anh mà chịu khổ. Anh thấy mình thật có lỗi. Anh mong em được yên nghỉ và tha thứ cho anh mọi lỗi lầm. Em. Em mới đi
vô trại thăm dì em á. Ờ, vậy dì có khỏe không em? Dạ khỏe. Tâm trạng của dì có vẻ tốt hơn trước rất là nhiều. Dì khuyên em nên tha thứ cho ba. Khánh à, thời gian qua cũng lâu rồi, chẳng lẽ em chưa hết giận ba em sao? Nhiều lúc á, thấy ba em từ xa đứng nhìn em mà không dám lại gần. Anh nghĩ chắc là bác buồn lắm. Từ lúc cô Hạnh mất, thấy ba ngày đêm một mình lo cho xí nghiệp, em cũng thấy thương ba lắm. Em cũng muốn đỡ đần cho ba phần nào, nhưng mà không hiểu sao em không có can đảm để làm việc đó nữa. Vậy thì để nói cho ba em biết cảm giác và suy nghĩ của em nghe. Rõ ràng em cũng rất lo cho ba em mà cứ cố tình tỏ ra lạnh lùng. Thiệt á, anh cũng không hiểu nổi em nữa. Anh ừ? Hay là tụi mình lên chùa đốt nhang cho cô Hạnh đi. Ừ. Ừ. Thôi đi giờ luôn đi, để em thay đồ nha. Ờ. Ê. Nè, không muốn làm thì nghỉ việc đi, để tôi còn mướn người khác. Thanh niên gì mới làm có một chút rồi ngủ sao? Dạ, tôi sẽ đi làm liền. Ông đừng đuổi việc tôi nghe ông. Loại người siêng ăn biến làm như anh á, tôi giữ lại làm gì? Tôi đâu có dư tiền lắm đâu. Dạ, tôi xin ông mà, tôi hứa từ nay tôi sẽ chăm chỉ. Ông cũng thông cảm, tại xưa giờ tôi chưa bao giờ làm những việc nặng nhọc này bao giờ, nên không có quen, chứ không phải là tôi làm biến đâu. Tôi cũng có nghe về hoàn cảnh của anh, nhưng giờ má anh chết rồi, không còn ai lo cho anh nữa đâu. Anh nên nhớ, bây giờ mình là kẻ trắng tay, không thể ăn chơi lêu lỏng như trước nữa. Anh phải biết tu tâm dưỡng tánh để làm lại cuộc đời. Chỉ có anh mới cứu được anh thôi. Lớn rồi phải biết tự lo cho mình chứ. Dạ. Làm đi. Tháng sau tụi bay được ra rồi phải không? Ừ. Mày đừng có buồn. Tụi tao ra ngoài cố gắng kiếm việc làm, rồi thường xuyên về thăm mày. Tụi tao không bỏ mày đâu. Cảm ơn tụi bay nha. Thấy tụi bay có thể ra ngoài làm lại cuộc đời, tao cũng mừng lắm. Mà dù có thế nào thì tụi mình cũng là bạn tốt của nhau mà. Tao với con Nhi sẽ cố gắng chăm sóc cho mày. Mày yên tâm đi. Lê Thanh Hiền, ra ngoài có người thăm nuôi. Ai vậy chứ? Lâu rồi đâu có ai đến thăm tao đâu. Mày cứ ra đi, ra thử coi ai.
chưa có 15 phút. Em ngồi đi. Sao anh lại vào đây thăm em? Anh cũng mắc bệnh giống em rồi. Sao? Sao lại như vậy được? Em... Em đừng lo quá. Nói thật, lúc đầu khi biết anh mắc bệnh, anh thật sự rất đau lòng. Vì em đã lây căn bệnh quái ác này cho anh. Nhưng càng hơn em, thì anh lại càng nghĩ tới em nhiều hơn. Anh biết, anh đã yêu em lâu lắm rồi. Em xin lỗi anh. Lúc đó em thật sự là không biết mình mắc bệnh. Nếu không thì đáng lẽ anh không nên gặp một kẻ không ra gì như em. Em đừng nói như vậy. Cuộc đời của em đã không cho em được quyền lựa chọn. Mà người chủ động tìm đến em là anh mà. Em không làm gì sai hết. Cả đời của em không có gì là may mắn hết. Cho tới khi em gặp được anh, anh đối xử tốt với em. Chỉ tới lúc đó em mới biết được mình vẫn còn hy vọng, vẫn còn muốn thoát khỏi cuộc sống ê chề mà em đang trải qua. Có lẽ cho tới lúc chết em cũng không thể nào quên được những khoảnh khắc ở bên anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Sắp tới anh sẽ rời khỏi thành phố này. Anh đã mua một căn nhà ở Đà Lạt vì anh muốn những năm ở cuối đời được ở một nơi có không khí trong lành mát mẻ, đã được làm những gì mình thích. Vậy em có muốn tới đó không? Vậy đợi khi nào em hết hạn ở trung tâm này, anh sẽ tới đón em nha. Em... đã hết giờ rồi, xin mời cô vô trong. Thôi anh về đi, em phải vào rồi. Nhớ nghe em, anh nhất định sẽ tới đón em. Anh anh có chuyện muốn nói với em. Ừ, chuyện gì vậy anh? Anh lớn tuổi rồi, cho nên anh sẽ không có những cử chỉ ngọt ngào như mấy thanh niên cùng trang lứa với em. Nhưng anh yêu em là thiệt lòng. Chuyện này em biết rồi mà. Nhưng còn chuyện này em chưa biết nè. Ừ? Chuyện gì vậy? Đời người đâu làm vợ anh nghe cánh chưa từng vấp ngã, mình cưới nhau nghe. Anh làm gì mà gấp dữ vậy? Tại anh xem đổi ý. em còn chưa suy nghĩ nữa mà. Thì em cứ suy nghĩ đi. Khánh, em đồng ý nghe. Không. Hả? Sao vậy? Anh cậu hôn dở quá à. Vậy hả? Ủa, sao thằng Nhân nói với anh đó, làm cách này á, thế nào cũng đồng ý cái rụp. Anh Nhân nói vậy mà anh cũng tin hả? Anh nói cậu hôn ai bao giờ đâu mà biết. À, cái thằng Nhân này, bữa nào gặp anh là chết với anh. À,
mà anh không biết, cách gì cũng được. Ờ, em đã đeo nhẫn của anh rồi, thì bất cứ giá nào em cũng không được tháo ra nghe. Hả? Anh ăn gian quá à. Em còn phải suy nghĩ nữa mà. Em còn suy nghĩ gì nữa? À, thì em suy nghĩ là sẽ xin trên mấy thằng nhóc phải không? Em không chịu đâu, anh nói gì kỳ quá. Không biết, coi như em đồng ý rồi đó nghe. Kiểu này sao giống cưỡng ép quá vậy? Miễn sao là anh cưới được vợ là được rồi. Và hãy sống vì những người yêu em. Quên đi quá khứ bằng những nụ cười. Đau đớn ăn vào yêu thương. Đời người đâu ai chưa từng vấp ngã. Có phải đâu nào diễn đúng. Hay đừng lệ. Em hãy sống cho ngày mai. Lẹ lắm. Vẫn còn bao nhiêu niềm vui phía trước.